Đây là mặt trước của đường 3 tháng 2 sau khi nhà nước ra chỉ thị chấn chỉnh đậu xe và lề đường cho người đi bộ. Mọi thứ rất đẹp. Nhiều người hỏi rằng doanh nghiệp thì nên dùng laptop nào là phù hợp? Một khách hàng là một doanh nghiệp thường xuyên đi công tác. Anh cần một chiếc laptop nhỏ, gọn, pin lâu, tiện lợi. Chỉ có thể là Dell XPS 13 là một cái phiên bản nhỏ gọn mỏng, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn mà anh cần. Anh đến với shop thì anh đã chọn chiếc laptop Dell XPS 7390. Chiếc laptop Dell XPS 7390 này trong mức giá tầm 15 đến 18 triệu, có thể nói một mức giá vừa phải, không quá đắt tiền nhưng cũng không quá rẻ. Điểm quan trọng trên chiếc laptop này là vỏ kim loại rất chắc chắn, bên trong là hợp kim nguyên khối. Ngoài ra thì chiếc laptop nó sở hữu thêm nhiều tính năng công nghệ, trong đó bảo mật là quan trọng đối với những người làm doanh nghiệp. Bởi vì những tài liệu, tư liệu, hình ảnh khách hàng, danh sách khách hàng, hợp đồng là những điều rất quan trọng được lưu trữ trong máy chúng ta.